chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tình yêu dành cho dân tộc. Lời của Chúa được chép trong sách Roma đoạn 9 từ câu 1 đến câu 5. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ. Vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, được thờ phượng và lời hứa, là dân sinh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Câu gốc suy gẫm trong Roma đoạn 9 câu 1 câu 2. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô đang có cảm xúc nào khi nghĩ về tình trạng thuộc linh của người Do Thái? Tình cảm chân thật này được bày tỏ như thế nào? Đâu là yếu tố quan trọng của một chứng nhân cho Đấng Christ? Kính thưa quý vị, Do Thái là một dân tộc đặc biệt, được Đức Chúa Trời ban cho những đặc ân mà dân tộc nào cũng phải ao ước. Họ là dân Israel, là dân giao ước và cũng là dân được hưởng danh phận con nuôi. Không phải nói đến sự cứu rỗi phổ quát, nhưng nhấn mạnh sự bảo vệ, chăm sóc đặc biệt Chúa dành cho họ. Họ có sự vinh hiển là sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài. Họ cũng là dân có giao ước. Họ được ban luật pháp, một luật pháp trọn vẹn, kèm theo lời hứa nếu họ vâng lời. Không chỉ được ban phước về thuộc linh, mà còn được thịnh vượng về vật chất. Hơn nữa, họ có sự thờ phượng là hình bóng của những lẽ thật thuộc linh được bày tỏ cho người Israel. Họ cũng được ban cho lời hứa. Họ là dân sinh hạ bởi các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, và chính qua những tổ phụ này, những giao ước và lời hứa được thiết lập. Và cuối cùng, họ là dân tộc được chọn cho sự sinh ra Đấng Christ. Thế nhưng, cũng chính dân tộc đầy dẫy đặc ân này lại là dân tộc đóng đinh Đấng Messiah và bức hại các đầy tớ Ngài như sứ đồ Phao-lô. Bất chấp sự cứng lòng và gian ác của người Do Thái, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn." Và ông mong muốn chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác. Bị dứt bỏ nguyên nghĩa là bị ruồng bỏ, bị rút phép thông công, bị phân rẽ khỏi Đấng Christ. Nói cách khác là mất sự cứu rỗi. Chắc chắn đây không phải là điều sứ đồ Phao-lô ao ước, mà chỉ là suy nghĩ đến với tâm trí ông. Là một nhà thần học, ông biết không thể mất sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng tại đây, ông nói lên tấm lòng của ông với người Do Thái là cảm xúc tình yêu chứ không phải thần học. Sứ đồ Phao-lô hiểu rõ giá trị và sự quý báu của sự cứu rỗi, nhưng tại đây cho thấy tình yêu của ông đối với người Do Thái hư mất, khiến ông sẵn sàng đánh đổi điều quý nhất của đời sống mình, cho dù họ ghét và không chấp nhận ông. Đây phải là tấm lòng mà những người truyền giảng phúc âm cần phải có. Một trong những trắc nghiệm tốt nhất cho tình trạng đức tin chính là lửa nhiệt thành có đủ để nung nóng chúng ta đem phúc âm đến cho những người chưa tin chăng? Bạn có khao khát
về sự cứu rỗi của dân tộc mình không? Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa hết lòng yêu thương dân tộc mình. Xin Chúa Thánh Linh nung đốt ngọn lửa sao truyền phúc âm trong lòng chúng con, để chúng con sốt sắng sao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.